Ông Bảo Phô Nối cho rằng U23 Việt Nam có thể chơi cống hiến tự tin đôi công với U23 Iraq ở trận đấu tứ kết lúc 18:30 hôm nay ngày 20 tháng 11. Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF ông Đoàn Nguyên Đức mong huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ có trận đấu cống hiến xây dựng hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế ở lần đầu tiên dự tứ kết giải đấu châu lục. Từ việc bị nghi ngờ năng lực trong những ngày đầu ra mắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Chúng ta đã thắng U23 Australia, cầm hòa Syria thì không có việc gì phải run sợ trước U23 Iraq. Các cháu cứ thi đấu với tinh thần và tự tin cao nhất. Chúng ta thậm chí có thể chơi đôi công với họ vì trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, Bầu Đức chia sẻ. Ông Bầu Phố Nối mong rằng người hâm mộ không nên bi quan trước trận đấu bởi ông có niềm tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ. Bên cạnh đó, Bầu Đức cho biết ông không tuyên bố mức thưởng trước trận, nhưng các cầu thủ cứ thi đấu hết mình, cống hiến và có thành tích tốt thì không bao giờ chịu thiệt thòi. Dù là người đưa huấn luyện viên Park Hang-seo về Việt Nam, Bầu Đức không ủng hộ lối chơi phòng ngự, ông chuộng lối chơi tấn công đẹp mắt. Trước quan điểm của nhiều người khen ngợi ông Park đã biết khắc phục điểm yếu của U23 Việt Nam, Bầu Đức cho rằng bây giờ ông chưa dám đánh giá về huấn luyện viên người Hàn Quốc. Tôi là người mời ông Park về Việt Nam nên tôi nói gì lúc này cũng bị phản biện. Hãy cứ để những người hâm mộ cảm nhận và đưa ra đánh giá riêng của mình, Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nói. Cuộc so tài U23 Việt Nam với U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 18:30 ngày 20 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Nếu hai đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức thì trận đấu sẽ kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Nếu vững bắt phân thắng bại sẽ đá loạt luân lưu 11 mét may rủi. Đức U23 Việt Nam hãy quên chín Tết đi. Bầu Đức cho rằng thời điểm này còn quá sớm để khen U23 Việt Nam, tất cả hãy âm thầm theo dõi cổ vũ để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tập trung chuẩn bị cho trận gặp U23 Iraq. U23 Việt Nam thắng 1-0 trước Australia, cầm hòa 0-0 U23 Syria, qua đó giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc. Trái với những cảm xúc thường có mỗi khi đội nhà thắng trận, ông Bầu Phố Nối tỏ ra khiêm tốn và cho rằng bây giờ chưa phải lúc để khen U23 Việt Nam nói chung và huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng. Việc đầu tiên các cầu thủ phải làm là quên ngay chiến tích hay thành tích gì đó mà người hâm mộ tung hô đi. Tôi mong các em hãy tập trung tối đa vào trận sắp tới gặp U23 Iraq. Ta thắng Australia rồi và Syria nên chẳng có gì phải sợ U23 Iraq cả, Bầu Đức nói. Kết quả của U23 Việt Nam đạt được mang đậm dấu ấn may mắn, bởi vậy Bầu Đức cũng khiêm tốn khi nhận xét về vị chiến lược gia người Hàn Quốc, tân huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. Bây giờ còn quá sớm để nhận xét đánh giá huấn luyện viên Park Hang-seo có mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam hay không, nhưng hãy cứ để mọi người xem và tự đánh giá khách quan về ông ấy. Tôi chính là người mời ông Park về nên bây giờ không nên nói gì cả, Bầu Đức chia sẻ. Kết thúc vòng bảng U23 châu Á, U23 Việt Nam xuất sắc giành vé vào tứ kết. Với tư cách nhì bảng D, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại không ít ấn tượng cho người hâm mộ. Nhận xét về U23 Iraq ở trận tứ kết, Bầu Đức cho rằng đây là đội bóng rất mạnh, nhưng U23 Việt Nam không việc gì phải run sợ. Thậm chí ông Bầu Phố Nối tự tin chúng ta có thể chơi đôi công với đội bóng Tây Á Iraq. Qua đó, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF cũng gửi lời nhắn tới toàn đội U23 Việt Nam, các em hãy tuân thủ đấu pháp tập trung và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Tôi không bao giờ treo thưởng trước trận, nhưng đội đạt được thành tích tốt, chắc chắn không bao giờ tôi quên, Bầu Đức nói. Bầu Đức hiện vẫn nắm vai trò Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, tuy nhiên, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ xin rút lui để nhường vị trí này cho người khác trong đại hội VFF nhiệm kỳ 8 vào tháng 3 năm 2018 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo quá hiểu U23 Việt Nam có gì và U23 Iraq mạnh ra sao. Ông đã tung chiêu hiểm ở một ván bài không cần giấu bí mật nhưng lại đốt lên niềm tin. Cho đến lúc này, gần như lối chơi của U23 Việt Nam đã không còn là điều gì bí mật hay bí mật đối với U23 Iraq nữa khi mọi thứ đã được phô bày toàn bộ ở 3 trận đấu tại vòng bảng.
Phòng ngự nhiều tầng với sự tổ chức chặt chẽ, cùng với đó là những tình huống phản công bằng các đường truyền dài hay sử dụng những biên đánh từ hai biên nơi có Văn Thanh và Văn Hậu đều tốt trong các tình huống lên tham gia tấn công. Không chỉ lộ toàn bộ lối chơi, đến con người có trong tay của huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn cũng bị đối thủ nắm bắt toàn bộ với 14 cầu thủ luân phiên ra sân trong những trận đấu đã qua. Điều đáng ngạc nhiên cũng như rất lo cho U23 Việt Nam nằm ở điều này khi những sự thay đổi người phần lớn phục vụ cho lối chơi của toàn đội và chỉ thay người khi ra sân đã thấm mệt, còn để gây bất ngờ hay tạo đột biến thì không. Bằng vào việc thay người, dường như huấn luyện viên Park Hang-seo đã mặc định cho mình những vị trí trên sân và người thay thế, chứ không phải muốn xoay chuyển thế trận nếu như rơi vào tình thế cần phải chuyển lối chơi. Và canh bạc của thầy Park. Đương nhiên, những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng cho U23 Việt Nam và kết quả đạt được đến lúc này thực sự hợp lý. Nhưng như đã nói, mọi thứ ở U23 Việt Nam lúc này đều đã phơi bày cả để không khó cho U23 Iraq bắt bài. Và bởi vậy, muốn chiến thắng, có lẽ thầy Park phải thay đổi bằng một bất ngờ nào đó, chứ khó có thể chơi phòng ngự rồi đợi cơ hội như các trận đấu trước, nhất là khi tính chất của cuộc đấu này cũng khác so với các vòng đấu bảng. Thay đổi đội hình thế nào, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những tính toán nhất định, nhưng để đá đôi công với U23 Iraq là cực khó, kể cả khi thuyền trưởng của U23 Việt Nam đã tuyên bố trước khi trận đấu diễn ra. Bởi rất đơn giản, dù tiến bộ vượt bậc đi chăng nữa thì việc sử dụng liên tục gần như một đội hình suốt các trận vòng bảng cũng khó cho Công Phượng Quang Hải đảm bảo thể lực một cách tốt nhất, chưa nói tới việc bộ đôi này được lưu ý bậc nhất bên phía U23 Việt Nam. Nhưng nếu tiếp tục chơi phòng ngự triệt để và đợi đến loạt đấu súng hay thời cơ, có lẽ không hẳn là tốt, bởi như đã nói, thể lực của U23 Việt Nam khó có thể đua với U23 Iraq, cũng như không thể đứng vững trước áp lực của đối thủ từng ghi 5 bàn thắng ở vòng bảng. Vì những điều này buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải toan tính cho từng thời điểm trên sân, thay vì khư khư đá một kiểu suốt cả trận, và rất có thể ông thầy người Hàn Quốc sẽ chơi tắt thay như canh bạc cuối cùng của mình bằng những thay đổi lớn về con người. Dù vậy, thay đổi hay tạo ra bất ngờ như thế nào đi chăng nữa thì U23 Việt Nam vẫn phải dựa trên nền tảng của hàng thủ vốn dĩ đang chơi tốt cũng như tương đối chắc chắn trong 270 phút đã qua tại vòng chung kết U23 châu Á. Đợi xem thầy Park sẽ làm được điều kỳ diệu gì ở trận đấu quan trọng tối nay. Trường Giang vi phạm gì khi cướp sóng cầu hôn? Nếu không làm đến nơi đến chốn, tôi cho rằng chúng ta đang tạo ra tiền tệ xấu trong việc cướp sóng. Nghệ sĩ Trường Giang đã cầu hôn diễn viên Nhã Phương ngay trong lễ trao giải Mai Vàng truyền hình trực tiếp trên VTV9. Hành động này hoàn toàn không có trong kịch bản. Trường Giang đã vi phạm những điều gì? Lễ trao giải Mai Vàng của báo Người Lao Động năm nay được bàn tán hơn bao giờ hết bởi hành động bất ngờ cầu hôn của người yêu Nhã Phương của nghệ sĩ Trường Giang. Sau hơn một ngày, sự kiện này vẫn nằm nổi bật trên các báo điện tử và bình luận xôn xao của các mạng xã hội. Từ trước đến nay, chưa nghệ sĩ nào dám lên sóng truyền hình, phát ngôn điều gì không có trong kịch bản. Chúng tôi xin đăng toàn văn ý kiến của nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh từ ý kiến trước tiên của bà trên Facebook. Tôi chắc chắn hành vi của Trường Giang có vi phạm nghiêm trọng, ít nhất là về mặt hành chính. Nguyên tắc ở Việt Nam không có báo chí truyền hình, phát thanh tư nhân, mọi chương trình kịch bản phải duyệt từng ly từng tí. Việc làm sai lệch nội dung đã quy định trong kịch bản đã là sai, và việc sai kịch bản đó không phải là vì giải thưởng, vì việc chung mà phục vụ chuyện tư. Trường Giang đã dùng sóng cho việc riêng tư của mình, thử hỏi đúng hay sai. Việc vi phạm nội dung kịch bản luôn xử lý được ít nhất dưới góc độ hành chính. Hành vi sai này phải được điều chỉnh để không phá vỡ trật tự lâu nay. Thứ hai, khán giả ngồi xem truyền hình có trả tiền xem truyền hình để xem chương trình, họ dành thời gian để coi một giải thưởng như là những giá trị văn hóa, giải trí được ghi nhận hàng năm. Những đơn vị quảng cáo cho chương trình đó cũng phải đóng tiền cho chương trình. Thế nhưng khán giả phải chứng kiến nội dung họ không muốn xem. Nếu nội dung này có trước trong kịch bản và được thông báo sẽ khác, còn đây là giải Mai Vàng, tôn vinh các nghệ sĩ là giải chính thức được thừa nhận. Việc đem nội dung riêng tư vào một cách bất ngờ như vậy là coi thường khán giả.
chúng ta cũng nên xét đến văn hóa ứng xử là người của công chúng, của đám đông. Lâu nay, nghệ sĩ có fan được người ta ngưỡng mộ vì tài năng, chứ khán giả không sẵn sàng xem tất cả những hành vi lố bịch cụ thể như thế. Chừng nào nghệ sĩ đó trả tiền cho sóng truyền hình, nội dung đó có trong kịch bản thì hãy làm. Chừng nào nghệ sĩ đó trả tiền cho sóng truyền hình, nội dung đó có trong kịch bản thì hãy làm. Còn đây là cướp sóng truyền hình công cộng làm chuyện tư tại một nơi đang vinh danh chính mình thì văn hóa ứng xử của cá nhân trước đám đông ở đâu? Tại một nơi đang vinh danh chính mình thì văn hóa ứng xử của cá nhân trước đám đông ở đâu? Nhiều năm làm việc ở lĩnh vực này, nhưng lần đầu tôi thấy một hành vi như vậy. Thật sự, nếu tôi là ban tổ chức giải Mai Vàng, ít nhất động thái đầu tiên là tước những giải thưởng đã trao cho Trường Giang, bởi bản thân anh này đã coi thường giải thưởng mới làm như thế. Và nếu chúng ta im lặng thì hành vi này được nhân rộng và rơi vào các sự kiện văn hóa chính trị khác, thì sự nguy hiểm có lường nổi hay không? Theo tôi, đây là hành vi vi phạm mới. Chúng ta phải có tranh luận về việc xử lý trước hết ở các hội nghệ sĩ lẫn các giải thưởng. Nếu không làm đến nơi đến chốn, tôi cho rằng chúng ta đang tạo ra tiền lệ xấu trong việc cướp sóng truyền hình. Nghệ sĩ không chỉ có tài năng mà còn ở trình độ văn hóa, ứng xử với nghệ thuật anh đang phụng sự và khán giả anh đang phục vụ. Không phải có tài thì có thể làm cái gì mình thích. Sự nổi tiếng đôi khi không tỷ lệ thuận với hành vi văn hóa nếu nền tảng thiếu.